xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin buổi tối ngày hôm nay trên kênh youtube dòng đời tv của mình trong các bản tin ngày hôm nay liên tục cập nhật các thông tin nóng về câu chuyện của uh, gia đình của nghệ sĩ vũ linh thì mới đây nhất uh, trên báo lao động mục văn hóa giải trí đã có một cái bài đăng về cái câu chuyện sẽ xử lý cô bông hậu Le Le vì hành vi chế lời bài hát quốc ca chiều 22 tháng 8 trong cuộc họp báo định kỳ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ mời uh, bà cô Hoa hậu Le Le lên làm việc vì chế lời quốc ca. Mọi người thông cảm chút xíu là mình phải đọc né đi cái từ này nha vì sợ ảnh hưởng uh, bản quyền đó mọi người. Vụ việc của cô Hoa hậu Le Le chế lời quốc ca trên sóng livestream đang bị chỉ trích khắp các diễn đàn mạng xã hội, trước làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng dư luận Cô bông hậu này đã phải lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi Chiều 22 tháng 8 Trong cuộc họp báo định kỳ liên quan đến việc bông hậu Được cho là có hành vi chế là quốc ca Sở Thông tin và Truyền thông tp phố Hồ Chí Minh cho biết về việc xác minh thông tin của bông hậu Le Le thì Sở Thông tin bước đầu đã có một số thông tin liên quan đến vụ việc của bà Lê Thị Hậu Phương tức là bà Hoa hậu La La đó quý vị. Việc sử dụng quốc ca đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn số 3420 trên HD BVHTT DT ngày 2 tháng 10 2012. việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó thì quốc ca được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại các công sở, trường học, các nghi lễ sinh hoạt chính trị, các đoàn thể, lễ hội quốc gia, các sự kiện thể thao cấp nhà nước. Do đó vì sử dụng quốc ca không đúng hướng dẫn trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định điều 351 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 đến 3 năm riêng trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính hiện nay thì chưa có quy định cụ thể để xử phạt các hành vi vi phạm có tính chất xúc phạm quốc kỳ quốc huy quốc ca về hướng xử lý vụ việc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết thêm sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời bà lê thị hậu phương cô hậu lê le có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc liên quan đến bà lê thị hậu phương ở trong thời gian qua có thể nói là cuối cùng thì sau những cái thời gian chờ đợi khá là lâu ở cuối cùng thì bên sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh cho biết là sẽ liên hệ có một buổi mời làm việc với cái cô bông hậu này quý vị đó thì sẽ mời lên làm việc và sẽ có một cái bài tường trình như quý vị thực sự là rất nhiều người cảm thấy là, là 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 cái cái việc mà cơ quan chức năng xử lý cái cô này thấy khá là lâu. Nhưng mà mọi người phải thông cảm chút xíu là trước khi mà mời cái cô này lên làm việc thì bên sở người ta cũng phải uh, kiểm tra những cái video, những cái đoạn mà cô ta đã phát ngôn trên sóng livestream, uh, sau đó là sẽ mới uh, có cái văn bản chính thức là mời cô ta. Tại vì những cái vụ việc mà liên quan đến uh, uh, xúc phạm, uh, chế giễu, lời quốc ca uh, thì uh, cần phải được uh, điều tra và uh, tìm hiểu thật kỹ đúng không quý vị? Đó cuối cùng thì uh, những cái lời chế giễu của cô này thực sự là đang được các cơ quan chức năng người ta xử lý. Đó nhiều người người ta nói là cái cô cái cô bông hầu lắm tiền thì nghĩ ấy là mình có tiền, mình muốn nói gì mình nói. Nhưng mà mình nói gì nói nhưng mà phải sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật quý vị. Mà nói gì mà đụng chạm tới những cái gì mà thiêng liêng của quốc gia, của tổ quốc Thì sẽ phải chịu cái hình phạt của cơ quan chức năng Thì hiện tại là uh, theo cái quy định tại điều 351 bộ luật hình sự năm 2015 Thì cái tội mà xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca Thì người nào cố ý xúc phạm thì sẽ bị phạt cảnh cáo Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 6 tháng đến 3 năm. Đó hiện tại thì trong cái lĩnh vực này chưa có uh, sử phạm vi phạm hành chính đó thì đó là những cái thông tin mà bên phía sở thông tin truyền thông người ta vừa thông báo có thể nói là trong một ngày hôm nay là những cái tin tức có thể nói là cực xấu về bên phía của cặp vợ chồng la la quý vị buổi trưa hôm nay thì bên phía đài truyền hình tp hcm và bên báo người lao động cũng có một cái bài đăng để nói về câu chuyện mà tước cái vị trí ban giám khảo của cuộc thi chuông vàng dòng cổ của anh hai bóng nhiều khán giả người ta nói là à, nghệ sĩ được nổi tiếng có danh vọng được à, có nhà có tài sản có xe là cũng một phần là do khán giả à, người ta yêu thương người ta ủng hộ mà bây giờ làm những cái việc sai trái với pháp luật làm sai trái với à, lòng người với đạo đức với văn hóa thì sẽ bị tẩy chay và rõ ràng là cái hậu quả nhãn tiền bây giờ là cặp đôi này thực sự là đang lâm nguy quý vị và nhiều người cũng lên nói đùa là không biết là cặp vợ chồng này có buông bét không liệu là họ có còn mặn nồng như lúc mới đính hôn hay không quý vị khi mà người ta nói là lúc mà gặp chuyện là mới biết được cái bộ mặt thật của người đó đúng không thật sự họ đến với nhau là cũng vì vụ lợi thưa quý vị đó thật sự là sau khi mà bị dính những cái lùm xùm từ cái cô bông hậu sau khi mà nhắc tuồng chế diễu là bà quốc ca thì cái anh hai bóng cũng đã chuẩn bị tổ chức một cái cuộc họp báo họp báo để họp fan để gọi như là kêu gọi cái sự quan tâm ủng hộ của khán giả sẽ được kể, giao lưu chụp hình và ký tên với anh nghệ sĩ lớn này thực sự là hết thời đúng vậy. ở trước đây thì rõ ràng là là thực sự là anh ta cái nghĩ là anh ta một người nghệ sĩ lớn anh ta muốn nói gì anh ta muốn làm gì đó là quyền của anh ta nhưng mà đâu có phải dễ dàng như vậy quý vị Mọi người thấy những cái bài học nhãn tiền từ những nghệ sĩ lớn Ví dụ như một, một số ca sĩ như là uh, BK Mình xin nhắc uh, viết tắt thôi nha BK này Rồi ca sĩ DVH Nếu mà có những cái hành vi uh, sai trái với quy định pháp luật là đều bị xử lý nha Và đây cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho cái cô bông hậu này uh, Trước đây thì cô cũng đã từng một người rất là nổi tiếng uh, Người ta gọi là hoa hậu mở hổn đúng quý vị cái động cái gì là cũng lên chữ của bạn, thật sự là một người được tự xưng là bóng hầu doanh nhân, một người phải có đức, có tài, có tầm và phải có tâm nữa. Những cái lời nói, những cái hành động của mình là nó phải có cái văn hóa, văn hóa của một con người của công chúng. Cô nghĩ cô có tiền, cô muốn nói gì cô nói thì đó là một cái điều mà khán giả người ta đã lên án rất mạnh mẽ. Và các cơ quan chức năng cũng sẽ sớm xử lý với cô này và hôm nay là thứ năm thì mình nghĩ là không biết là ngày mai là là, là cơ quan chức năng có sẽ liên hệ làm việc với cô bông hậu này hay không hoặc là trễ nhất là trong tuần sau ở trong tuần sau thì bên phía sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh sẽ có một cái buổi làm việc trực tiếp với cô bông hậu này để nghe cô giải trình về cái câu chuyện chế diễu lời bác quốc ca cũng như là những cái phát ngôn trên sóng livestream và không biết là nhiều khán giả người ta cũng đang tò mò là không biết là cái này bóng này anh có bị liên lụy không vì trong cái phiên livestream đó thì anh cũng đã ngồi phía sau để nhắc tuồng của vậy đó chứ thực sự cái cô này lúc đầu là cô cũng không không biết không 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 ngỏ ý là hát cái bài này này đâu đó thì cũng có cái cái nguyên do của nó quý vị Và trong phần cuối của bản tin này thì cũng xin cập nhật một số thông tin nóng về câu chuyện của chị Nay à, Cho đến thời điểm hiện tại thì những cái thông tin chị Nay vẫn là những cái đồn đoán quý vị à, Tất cả những cái thông tin từ những người họ hàng, người thân của chị Nay tại Gia Lai Cũng uh, chia sẻ để cho mọi người cảm thấy an tâm một phần nào đó thôi Và uh, những người trong cuộc, trong tim của Hồng Loan từ uh, chị Hồng Loan vợ chồng Linh Tý Bách Trâm cũng như là Má Tư Quốc Thanh thì cũng đã nắm được thông tin và đặc biệt là Di Nụ đúng không vậy? Di Nụ thì nắm thông tin về chị này khá là nhiều lâu lâu lại đăng lên những cái status để khi ở phía bên kia thì cái thằng thám tử hay là cái con tuyền xâm trổ đó chứ cũng không... bởi vì mọi người phải thông cảm nha thực sự là chúng ta không thể không thể mà mà phao tin một cái trên cộng đồng mạng được để cho tụi kia nó nắm thóp và tụi nó có cách thì tụi nó ứng xử nó đối 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 chứng với chúng ta đúng không? đó thì <laughs> uh, trên trang của dì nụ Dì nụ lại liên tục đăng những cái bài đăng như thế này ban hai cá bóng đâu lo bơm nước vào chứ không là cá ngột à, bóng sống sao được cho chim lai la ăn chưa ưng ừ, cái bụng quá đó mọi người ơi cả đời hai cá bóng không được xét duyệt nghệ sĩ nhân dân nhé chớ mơ làm giám khảo của chuông vàng dụng cổ để cuối năm à, xin nộp đơn xin xét nghệ sĩ nhân dân đó gì nụ thì liên tục có những cái bài đăng để ca khì á đó cười người hôm trước hôm sau người cười hôm trước khi mà nghe tin chị này bị tóm tại malai thì hai vợ chồng nó lên nó livestream nó bán hàng nó cười nó đùa nó cà khì rồi nó mỉa mai chăm biếm chị đây, để bây giờ không lâu mình nghĩ chứ mới có hơn có một tuần mới vậy mà cái 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 nhân quả báo ứng nó nhanh quá mọi người ơi thật sự rất là nhanh luôn để bây giờ coi như là cái sự nghiệp của anh Hai bóng bây giờ cũng bên bờ vực phá sản rồi bây giờ là So thì bị tẩy chay, bây giờ đi đâu là uh, cũng bị người ta là miệt thị, người ta coi thường đó. À, người ta gọi là sống có đức mặc sức mà ăn. Bây giờ anh này sống ăn ở như thế nào mà để bây giờ nhận một cái cái kết khá là đáng như vậy. Thì trong cái bản tin buổi tối ngày hôm nay cập nhật những cái thông tin khá là nóng liên quan đến câu chuyện của uh, hai vợ chồng anh hai Bóng cũng như là những thông tin mới về chị đi. Thì có những cái thông tin gì mới thì uh, dòng Đời TV sẽ liên tục cập nhật các video trên kênh của mình quý vị bấm đăng ký like và share ủng hộ kênh nha cảm ơn quý vị rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo